Địa lý lớp 12, bài 17, lao động và việc làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Nguồn lao động. Đặc điểm nước ta có một nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh. Ta có thể thấy điều này qua số liệu năm 2005. Vào năm 2005, dân số hoạt động kinh tế là 42,53 triệu người, chiếm 51,2% dân số. Ngoài ra, mỗi năm nước ta còn tăng thêm trên 1 triệu lao động. Quan sát bảng cơ cấu lao động có việc làm, phân bổ theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, chúng ta có thể thấy được từ năm 1996 cho đến năm 2005, lao động đã qua đào tạo ở nước ta có chiều hướng tăng lên. Ngược lại, lao động chưa qua đào tạo giảm từ 87,7% xuống còn 75%. Từ đó, chúng ta có thể kết luận được rằng lao động nước ta có những ưu điểm sau. Đó là người lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú. Chất lượng lao động ngày càng nâng lên nhờ những thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục và y tế. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, đó chính là có nhiều lao động chưa qua đào tạo, lực lượng lao động có trình độ cao còn ít, và đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật lành nghề còn thiếu rất nhiều, dẫn đến việc năng suất lao động vẫn còn thấp. Cơ cấu lao động. Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế. Từ bảng cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế, ta có thể nhận xét như sau. Lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất 57,3%, nhưng đang có chiều hướng giảm. Lao động trong ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 18,2%. Lao động trong ngành dịch vụ chiếm 24,5%. Hai khu vực này đang có chiều hướng tăng lên. Sự chuyển dịch này phù hợp với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và quá trình đổi mới ở nước ta, nhưng sự chuyển biến vẫn còn tương đối chậm. B. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế. Tiếp tục quan sát bảng cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế, thì chúng ta có thể thấy được rằng phần lớn lao động làm ở khu vực ngoài nhà nước, năm 2000 chiếm 90,1%, năm 2014 chiếm 85,7%, và cơ cấu đang có sự thay đổi với chiều hướng tăng dần khu vực nhà nước, giảm dần khu vực ngoài nhà nước. Tuy nhiên, tỷ trọng khu vực này vẫn rất cao. Điều này phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. C. Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn. Với bảng cơ cấu lao động phân theo thành thị và nông thôn, chúng ta có thể thấy được rằng tỷ lệ lao động nông thôn có chiều hướng giảm và tỷ lệ khu vực thành thị lại tăng lên. Mặc dù phần lớn lao động vẫn tập trung ở nông thôn, chiếm 75% năm 2005. Có đặc điểm này chính là do kết quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhìn chung thì cơ cấu lao động nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, năng suất lao động ngày càng tăng nhưng vẫn còn thấp so với thế giới. Phần lớn lao động có thu nhập thấp làm cho quá trình phân công lao động xã hội còn chậm chuyển biến. Mặt khác, ta thấy rằng quỹ thời gian lao động nông thôn và nhiều xí nghiệp quốc doanh chưa được sử dụng triệt để. Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm. Việc làm là vấn đề kinh tế xã hội rất lớn ở nước ta hiện nay, thể hiện qua việc tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn còn gay gắt. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở nước ta hiện nay trên 2%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị đang cao hơn khu vực nông thôn. Nguyên nhân chính là do lao động ở thành thị vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng lao động cả về tác phong lẫn chất lượng. Thứ hai, tỷ lệ thiếu việc làm ở nước ta còn cao, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Bởi vì khu vực nông thôn mang tính chất theo mùa vụ, cho nên thời gian dư nhàn rỗi còn lớn. Vì vậy, chúng ta cần phải đề ra các giải pháp để giải quyết được vấn đề này. 1. Phân bố lại dân cư và nguồn lao động. 2. Thực hiện chính sách dân số và sức khỏe sinh sản. 3. Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý ngành dịch vụ. 4. Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu. 5. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo. 6. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.